Chương trình phân tích và bình luận ngày 24 tháng 11 Người Israel phản bác, Tòa án hình sự quốc tế ICC đang lẫn lộn về mặt đạo đức và lấy nền dân chủ duy nhất ở Trung Đông làm trò đùa. Bắc Kinh lỗ lớn, giải tiền mua chuộc nhưng Tổng thống Brazil vẫn tuyên bố trung lập. Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị. Kính chúc quý vị có những ngày cuối tuần bình an và hạnh phúc. Ngay sau đây kính mời quý vị cùng đến với chuyên mục phân tích và bình luận Kính thưa quý vị, Tòa án hình sự quốc tế ICC đã cho biết quyết định phát lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng nước này Joab Berlin là phản ứng trước tội ác chống lại nhân loại của họ. Một lệnh cũng đã được phát cho một chỉ huy Hamas có thể đã chết. Các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ như Lindsey Graham đã bóc bỏ động thái của ICC là một trò đùa nguy hiểm. Bà Aviva Klompas, chuyên gia của phái bộ Israel tại Liên Hợp Quốc, cũng đã có bài viết cho rằng Đáng buồn thay, phản ứng như trò đùa của cộng đồng quốc tế đối với Israel đã diễn ra suốt nhiều tháng, và những kẻ đang cười cợt hôm nay chỉ là các tổ chức khủng bố và chế độ độc tài. Bà dẫn chứng, đây không phải lần đầu tiên nền dân chủ duy nhất ở Trung Đông trở thành mục tiêu của một trò đùa nguy hiểm. Vào năm ngoái, Nam Phi đã đệ trình lên tòa án chị em của ICC là tòa án công lý quốc tế để buộc tội Israel về tội diệt chủng. Nhưng chính phủ Nam Phi đã từng tiếp đón một nhà độc tài Sudan sau khi tòa ICC phát lệnh bắt giữ ông ta vì những tội ác chống lại nhân loại và diệt chủng, và năm ngoái cũng lại tiếp đón một lãnh chúa chiến tranh Sudan bị cáo buộc về các tội ác chống lại nhân loại. Tuy nhiên, rất ít người trong cộng đồng quốc tế nhận thấy sự mỉa mai rằng họ đang vừa nâng niu những tội phạm chiến tranh từ các quốc gia thất bại, vừa cáo buộc các nền dân chủ về tội ác chiến tranh. Những cáo buộc của Nam Phi không chỉ là vô lý và mỉa mai, nó còn thể hiện một sự đáng lo ngại trong cộng đồng quốc tế khi so sánh việc bảo vệ dân chủ với việc bảo vệ khủng bố và độc tài. Bà Aviva Klompas lấy ví dụ, Liên hiệp quốc đã nhiều lần thất bại trong việc lên án hoặc kiềm chế Iran cùng với các tay chân của họ trong Hamas và Hezbollah vì những nỗ lực không ngừng nghỉ hàng ngày nhằm tiêu diệt Israel. Bà cho rằng, điều này cùng với quyết định của ICC truy tố một chỉ huy Hamas cùng lúc với Netanyahu và Gallen và trần sự lẫn lộn về các vấn đề đạo đức thường ẩn sau những ngôn từ pháp lý của cả hai tổ chức quốc tế. Cuộc chiến tranh ở Gaza rất tàn bạo, bi thảm và không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ kết thúc. Nhưng nhiều người dường như đã quên cách mà sự việc bị đẩy tới mức độ này. Chính lực lượng Hamas đã khơi mào khi thực hiện cuộc tàn sát tàn bạo đối với người Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Chính Hamas vẫn tiếp tục giam giữ con tin người Israel chính Hamas sử dụng dân thường Palestine làm lá chắn sống. Trong khi đó, ở Liban, Hezbollah đã phóng hơn 12.000 rocket vào Israel trong năm vừa qua, khiến hàng chục nghìn gia đình phải di rời. Cuối cùng, chính Iran đã tài trợ và chỉ đạo những hoạt động này, dù họ được Liên Hợp Quốc chào đón và thậm chí còn được tôn vinh. Nhưng rồi chính Israel lại bị cáo buộc về các tội ác chiến tranh. Theo bà Klompas, thực tế là Israel đang làm những gì mà bất kỳ nền dân chủ nào cũng sẽ làm khi đối mặt với những cuộc tấn công tương tự, chống trả để tiêu diệt các nhóm chịu trách nhiệm, nhưng từ góc độ toàn cầu, Israel chỉ là tuyến đầu của một cuộc xung đột rộng lớn hơn với một mạng lưới các phần tử hồi giáo cực đoan ngày càng giỏi ẩn thân và tinh vi về công nghệ. Thực tế này lẽ ra đã rõ ràng từ hai thập niên trước, trong cuộc nổi dậy thứ hai, các vụ đánh bom liều chết ở Israel nhanh chóng theo sau là hàng loạt cuộc tấn công vào ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở Hoa Kỳ và các vụ đánh bom tàu điện ngầm Luân Đôn năm 2005. Các giáo sĩ ở Iran thường gọi Israel là sa tăng phản Chúa và khai triển một hạ tầng khủng bố rộng lớn và được trang bị tốt chống lại nước này. Những giáo sĩ đó cũng coi Hoa Kỳ là đại sa tăng. Tác giả Aviva klopas đặt câu hỏi rằng điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Một phần tư đầu tiên của thế kỷ này đã minh chứng rằng các nền dân chủ bị tấn công khủng bố hoàn toàn có quyền chống trả mạnh mẽ. Quyết định của tòa án nếu được coi trọng có nguy cơ lãng phí những bài học khó khăn này phục vụ cho một trò đùa nguy hiểm. Bà Klumpas cảnh báo rằng điều này chỉ có thể dẫn đến một kết quả, đó là sự bình thường hóa của khủng bố trong khi các phản ứng của nền dân chủ đối với nó bị quy kết là tội phạm. Bà khẳng định Israel sẽ được coi là đúng khi từ chối hy sinh vì một bộ luật quốc tế đã hủ bại mà nhiều người đang quan tâm đến quyền lực và hình thức của nó hơn là sự thật và giá trị. Chuyển đến một vấn đề khác. Thưa quý vị, tại hội nghị G20 vừa được tổ chức ở Peru, ông Tập Cận Bình đã giải tiền một cách rầm rộ và công bố một đợt hỗ trợ tài chính mới cùng với kế hoạch tài trợ vành đai và con đường. Trong chuyến thăm Brazil sau đó, ông Tập lại thể hiện sự hào phóng của người Trung Quốc bằng cách cung cấp khoản vay lớn cho Brazil. Theo báo chí Brazil đưa tin vào ngày 20 tháng 11, Ngân hàng Phát triển Trung Quốc đã ký thỏa thuận cung cấp 5 tỷ nhân dân tệ tương đương khoảng 6,9 triệu đô cho Ngân hàng Phát triển Quốc gia Brazil BNDES. Đây là giao dịch ngoại tệ đầu tiên của BNDES. Trong khi đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc chỉ liệt kê thỏa thuận hợp đồng vay 5 tỷ nhân dân tệ giữa Ngân hàng Phát triển Trung Quốc và Ngân hàng Phát triển Brazil ở cuối danh sách 38 tài liệu hợp tác đã được ký kết. Có khả năng là vì lo sợ người dân trong nước sẽ nhận thấy Đảng Cộng sản Trung Quốc lại đang giải tiền nhằm lấy lòng ngoại quốc trong khi vô số tầng lớp dân chúng trong nước đang khốn đốn sẽ càng thêm căm ghét chính quyền. Chủ tịch BNDES, Alogio Mercadante đã cho biết ngân hàng đã tăng cường hoạt động quốc tế để đa dạng hóa nguồn tài chính và tăng cường cho vay với các dự án ở Brazil. Biện pháp này được coi là bước đầu tiên nhằm mở rộng sản phẩm thay thế cho đồng đô la. Chuyên gia các vấn đề thời sự người Hoa Dương Ninh đã phân tích và chỉ rõ, dù đã được Bắc Kinh cung cấp những khoản vay rất lớn, Brazil vẫn quyết tỏ ra trung lập. Điều thú vị là truyền thông nhà nước Trung Quốc lại không hề đề cập đến việc sau khi hai bên ký kết nhiều thỏa thuận, tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã đặc biệt nói với ông Tập Cận Bình rằng Brazil sẽ giữ thái độ trung lập trong quan hệ đối tác thương mại. Điều này có nghĩa là Brazil sẽ tiếp tục tìm cách duy trì và tăng cường quan hệ với Mỹ. Bộ ngoại giao Mỹ đã phát hành thông tin về quan hệ Mỹ Brazil vào ngày 20 tháng 2 năm nay. Trong bối cảnh ngoại trưởng Blinken thăm Brazil, bản thông báo cho biết năm nay là kỷ niệm 200 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Brazil. Mỹ đã trở thành một trong những quốc gia đầu tiên công nhận Brazil vào năm 1824. Brazil là nền kinh tế lớn thứ 11 của thế giới, trong khi Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ hai của Brazil. Năm 2022, tổng giá trị thương mại hàng hóa và dịch vụ hai chiều đạt 120,7 tỷ đô la Mỹ. Xuất khẩu của Mỹ sang Brazil đã hỗ trợ gần 130.000 việc làm tại Mỹ, trong khi dữ liệu từ khu vực tư nhân của Mỹ cho thấy xuất khẩu của Brazil sang Mỹ đã hỗ trợ hơn 500.000 việc làm tại Brazil. Ngoài ra, theo dữ liệu từ Ngân hàng Trung ương Brazil, tổng vốn đầu tư trực tiếp của Mỹ tại Brazil vào năm 2021 đạt 191,6 tỷ đô, là quốc gia có đầu tư trực tiếp lớn nhất vào Brazil, vượt xa so với các quốc gia khác. Ngoài quan hệ kinh tế chặt chẽ, Mỹ và Brazil còn hợp tác gần gũi hơn trong nhiều lĩnh vực như nhân quyền, khí hậu, giáo dục, văn hóa, công nghệ và quốc phòng. Brazil đã công bố dự thảo thỏa thuận mua sắm quốc phòng đối ứng ADPA vào đầu tháng 2 năm 2024, bắt đầu giai đoạn tham vấn công chúng kéo dài 60 ngày. Thỏa thuận này sẽ mang lại lợi ích về kinh tế và an ninh cho cả hai nước. Theo báo chí Brazil, từ tháng 1 đến tháng 11 năm nay tổng giá trị thương mại hàng hóa giữa Brazil và Mỹ đã đạt 75 tỷ đô. Dựa trên mối quan hệ giữa Mỹ và Brazil và trong bối cảnh Tổng thống mới đắc cử Donald Trump sắp áp thuế cao đối với Trung Quốc, một số chuyên gia của Brazil cho rằng chính phủ không nên tăng cường phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc. Chuyên gia Dương Ninh đưa ra những dẫn chứng. Giáo sư Amancio Hoke từ Trường quan hệ quốc tế Đại học Sao Paulo đã cho biết, Brazil luôn tìm cách cân bằng quan hệ với các cường quốc và duy trì đa dạng hóa để không phụ thuộc vào một cường quốc duy nhất. Nhưng ông cho rằng việc tăng cường hòa giải kinh tế với Trung Quốc có thể dẫn đến sự phụ thuộc lớn hơn vào quốc gia này. Antonio Jorge Lamanho từ Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế Đại học Brasilia đã cho rằng Brazil đang quá phụ thuộc vào Trung Quốc và việc gia tăng sự phụ thuộc vào Trung Quốc không mang lại ý nghĩa chiến lược. Điều này có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến Mỹ. Ông cho biết, Brazil hiện không nên tham gia vào sáng kiến Vành đai và Con đường. Ông nói, việc Brazil duy trì sự phụ thuộc cực đoan này là sai lầm, cần phải xem xét lại. Chúng ta cần giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, tìm kiếm các đối tác hợp tác khác và cố gắng đạt được hiệp định thương mại tự do với EU, mặc dù biết rằng điều này sẽ rất khó khăn. Thực tế là tổng thống Lula da Silva nhận được nhiều lợi ích từ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tuy nhiên, ông lại đặc biệt nói với ông Tập Cận Bình rằng Brazil sẽ giữ thái độ trung lập trong quan hệ đối tác thương mại. Ngụ ý rằng Brazil không muốn làm phật lòng ông Trump. Điều này liệu có đang cho thấy rằng việc Đảng Cộng sản Trung Quốc giải tiền ở Brazil không dễ dàng và trong các vấn đề then chốt, Brazil vẫn sẽ chọn Mỹ. Liệu điều này có khiến cho Trung Nam Hải cảm thấy không thoải mái hay không? Kính thưa quý vị, chương trình phân tích và bình luận xin được tạm dừng tại đây kính mời quý vị bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông để nhận được những thông báo về video mới nhất của chúng tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm và đồng hành của quý vị xin thân ái chào tạm biệt